nên tự xây nhà mà không cần bàn vẽ thiết kế? Câu trả lời là không nhé các bạn, vì sao ư? Chúng ta sẽ không biết được là nhà mình sẽ được xây như thế nào, phòng ốc ra sao, vật liệu loại gì, trong quá trình làm có phát sinh hay không, có đúng kỹ thuật chưa à? Tất cả các điều đó là vấn đề mình như chủ nhà sẽ không biết trước, do đó các bạn cần tìm đến các nhà thầu hoặc đơn vị thiết kế có chuyên môn. Nhà thầu Tiến Phát số 8 sẽ đáp ứng đầy đủ cho các bạn về tư vấn xây nhà miễn phí pháp lý, miễn phí thiết kế và đồng hành cùng chủ nhà cho đến khi hoàn thành công trình. Chúng tôi có các kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất và kỹ sư xây dựng có kinh nghiệm lâu năm mà sẽ đảm bảo cho chủ nhà yên tâm từ khâu thiết kế đến thi công hoàn thiện. Liên hệ ngay với Tiến Phát số 8 để có được ngôi nhà mơ ước nhé các bạn ạ. Xin cảm ơn.